Ơi chỗ nào? Ngày thứ mấy vậy ta? Ơi quên. Trời đi cắm trại thôi mọi người ơi. Ai đó? Trời ơi, dậy đi, cắm trại nè, cắm binh nè. Dậy rồi, biết rồi. Rồi, Sim ơi, chuẩn bị đồ sẵn sàng để đi chống cắm trại nha. Sẵn sàng. Để chị xem coi. Ba lô có chưa nè? Đây, có ba lô nha. Rồi, ok, để coi coi. Sữa su su ê đâu đâu? Quan trọng này nha. Gì mà lâu dữ vậy ta? Nãy giờ hình như là cũng khoảng 15 phút rồi mà sao chưa thấy động tĩnh vậy? Qua ngồi thử coi. Bực bội sự. Cái ông ơi sống chưa vậy? Cái gì mà lâu dữ vậy? Đợi nãy giờ đó. 5 phút nữa bạn ơi. Trời ơi, lại 5 phút, lần nào cũng 5 phút. Tôi là tôi biết mà mấy ông, cái ông này ha, ông cái ron này bình thường á giờ dây thun lắm. Trời ơi, hẹn là 6 giờ sáng mà bình thường phải 10 giờ chiều mới đi không à. Ôi trời, bực bội thật sự. Nhanh qua ở nhà đó. Như mình cũng chưa đánh răng. Đi đánh răng mới được. Xong chưa? Đấy, ra liền. Trời ơi, kêu hoài trời. Chạy ơi. Ê, mọi người đi đâu ạ? Hả? Đi cắm trại. Cắm trại ngờ. Cắm trại. Thôi đi với. Thôi, muốn gia nhập hội là phải có sữa su su hero. Anh có sữa không? Có thì vô. Đi vô quá nữa. Ok, mấy bạn ơi, và hiện tại thì Hero Team bọn mình đã đến được nơi để cắm trại rồi đây. Và bây giờ mọi người đã sẵn sàng để cắm trại chưa nào? Sẵn sàng đúng không? Ok, thì việc đầu tiên của đi cắm trại tất nhiên là sẽ phải dựng lều rồi. Bây giờ ai dựng lều nè? Ai dựng lều à? Đi. Ê, cái team này sao nó lười dữ vậy? Tôi nói thiệt với mấy ông á, chưa bao giờ tôi thấy cái team nào lười như cái team này mấy ông ạ. Bây giờ á, tôi sẽ đi tìm cái người đầu tiên để tôi chỉ định là phải đi dựng lều cho tôi. Nớp, trời ơi. Ba. Số 1 kia. Số 2 vậy? Số 1. Đi dựng liều. Đây. Còn một ông nữa đâu ta. Thông báo nha. Liều của chúng ta bây giờ thôi là một ngày là 100 triệu nha bạn. Ngày 100 triệu thôi một ngày nha. Tại liều limited. Ủa, cái gì 100 triệu? Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bây giờ tôi bắt được hai người nha bạn. Ok, hai ông đi dựng liệu tôi nha lên. Vậy rồi cũng bị bắt được nữa. Nhanh đi, nắng quá trời ơi. Nhanh đi, nắng quá trời ơi. Đi ăn trời thiệt cũng. Nghĩ sao trời nắng vậy mà đi ra đây làm vậy? Đã đói bụng rồi, bây giờ cũng phải dựng liệu. Bây giờ mấy ông con trai mà không làm ai làm? Cò bé bẻ, đậu cạnh trẻ, dâu hỏi mẹ biết đi rồi về. Sữa nè mọi người, sữa. Dễ sợ, dựng cái lều mà lắc mông dễ sợ luôn. Ủa sợ lắm ai? Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, nói chung á, tôi là một người rất là tốt. Hôm nay tôi thấy là có vẻ Phong cận nó rất là mệt. Phải mệt quá, đưa sữa nó nhiều quá. Ủa sữa gì đây? Su su thạch. Này của ông, này của Kai. Ba hương con, người con giống mẹ. Ủa gì vậy? Kai, trời ơi, Sim biết là Kai rất là mệt nên Sim đã chuẩn bị cho Kai sữa su su để tiếp năng lượng nè. Sữa su su hả? Ủa ngon quá vậy? Uống thôi. Cảm ơn Sim nhiều nha. Uống sữa thôi. Trời ơi, quá là ngon luôn. Sữa ngon thiệt sự luôn á. Ủa, uống su su thạch mà không cần uống hút luôn hả? Tất nhiên rồi, uống su su thạch đó là phải uống như vậy nó mới đúng điệu, hiểu không? Ủa mà khoan từ,
cái gì đây? Su su hương vị Việt quất chuối hả? Ui nhìn ngon quá vậy. Ủa mà mới ra hả? Đúng rồi, đây là vị sữa su su mới á. Ngoài ra còn có hộp 180ml nữa, uống siêu đã luôn nha. Rồi, ok, uống xong rồi đó. Giờ uống có năng lượng rồi nè. Ủa nhưng mà khoan giờ. Nhưng mà bây giờ hộp sữa để đâu giờ? Quanh đây không có chỗ nào. Hello. Ủa xong rồi hả? Trời ơi, làm gì chuẩn bị hoài là đem này đi đâu? Không được, đại đưa tôi. Bây ủa giữ hộp lại làm gì? Ủa giữ hộp làm gì? Hộp trống mà. Trời ơi, uống xong rồi mà có thể dùng để tái chế mà. Trời không biết hả? Mình có thể tái chế. Tính ra là bọn mình đã từng xây nguyên một cái ngôi nhà bằng hộp sữa ha. Đúng, quên, đúng, giữ đúng, lại, đúng, giữ đúng, lại, đúng, hợp đúng, lý, hợp lý. Tái chế, hợp lý môi trường nữa, thiệt tình. Nào thôi tôi giữ nha. Thôi giữ đi. Thôi dựng liều tiếp ông. Đi đi. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi đó chính là kiềng ba chân. Thì trước khi vào trò chơi này chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn. Đó chính là mỗi đội sẽ bị cột chân vào, sau đó là tiến tới vị trí bàn đằng trước kia, lấy theo hộp sữa, theo hương vị sữa su su của đội mình được phân ra. Sau đó là sẽ về, mỗi đội chỉ có 2 vòng chơi thôi. Ai sẽ là người lấy được nhiều nhất thì đội sẽ thắng. Nhưng mà trước khi vào trò chơi này chúng ta phải làm gì? Làm một cái khay đựng sữa và chúng ta cùng tiến tới làm khay đựng sữa trước. Và chúng ta sẽ vào trò chơi nha. Let's go. Ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ chia đội nha. Đội của Camui và Mr. Việt sẽ là sữa su su dâu. Đội của Sammy và Phong Cận sẽ là sữa su su Việt quất chuối. Và đội cuối cùng là đội Sim và Kai sẽ là sữa Hero hương dưa hấu. Đó. Ok mọi người, có bây giờ thì let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ sẽ đến lượt team mình làm ra cái chiếc thuyền bằng hộp sữa su su nha bạn. À mà quên, nếu như các bạn nhỏ đang xem video này á mà muốn làm cái chiếc thuyền giống như bọn mình á thì hãy nhớ rằng là kéo nè hay là súng bắn keo nè là những cái vật dụng khá là nguy hiểm, cho các bạn phải có người lớn, ba mẹ ở bên cạnh giúp mấy bạn nha, không có được tự làm đâu nha các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cái thuyền hình vuông, mọi người hiểu không? Đó, okay. Bằng hộp sữa, cái thuyền màu hồng. Đó, bây giờ tôi sẽ bơm keo cái này nè, đó. Da bùn á dán giúp cho Phong một cái người ta gọi gì ta? Cái đáy thuyền, còn Sammy á thì làm cái cạnh thuyền này gắn vô. Đó, ok rồi, để nó không dán nha. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ team mình sẽ cố gắng làm một chiếc thuyền đẹp nhất, xịn nhất nha mấy bạn. Chắc chắn team Sam Phong sẽ thắng, các bạn đừng quên comment phía dưới là team Sam Phong mãi đỉnh nha, nhớ nha. Rồi, làm thôi. Ê, Vịt, nãy tôi nghe được bên kia nói người ta làm cái thuyền đó để đựng á. Bây giờ mình phải đựng cái gì, phải làm một cái gì đó nó xịn hơn thì mới đựng được chứ, đúng không? Theo nghiên cứu của tôi ấy, cái nhà Sam Phong này nguy hiểm hơn nhà Sim Kai. Tại sao? Bởi vì á, Phong là chúa tể của cái sự setup, luôn luôn ngồi nghịch đục đẽo nên là làm mấy đồ thủ công này Phong làm ghê lắm. Nên là bây giờ để mà chiến thắng thì tôi nghĩ rằng là mục tiêu của trò này là gì? Đựng được nhiều sữa. Đựng được nhiều sữa nên là mình sẽ phải làm một chiếc thuyền thật là kiên cố, bởi vì là ấy, nếu mà chúng ta làm một chiếc thuyền lỏng lẻo là nó sẽ bị chìm. Nên là bây giờ tóm lại, đặc biệt nhất là lưu tâm ở khâu của mèo peo là phải gắn thật là kỹ, kẻo thuyền của mình chìm, đúng không? Nhớ là phải gắn thật là kỹ. Nói chung là nhất định ngày hôm nay chúng ta sẽ phải giành được chiến thắng. Không thể nào mà để team của trưởng team mà thua được, đúng không? Và các bạn hãy nhớ ủng hộ chúng mình bằng cách comment xuống dưới cà rốt vịt mãi đỉnh anh em. Đấy, cà rốt và vịt mãi đỉnh đó anh em. Nếu ngày hôm nay các bạn comment nhiều nhất, bạn nào comment nhiều nhất thì Vịt và Camui sẽ vào gọi là làm một màn gọi là có nên reaction lại comment của bạn không? Được luôn. Được luôn đúng không? Bạn nào comment vịt mũi mãi đỉnh xong rồi có thể đặt cho bọn mình một câu hỏi, mình sẽ làm hẳn một cái video reaction cho bạn nha. Ok. Let's go. Ok mọi người, thì hiện tại là ba đội đang gọi là đấu rất là cay go. Thì bây giờ để chúng ta cùng dự đoán xem đội nào sẽ là đội chiến thắng nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xin phỏng vấn thử một đội rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ hỏi Sim một câu hỏi gọi là rất là hay luôn. Rồi, đố Sim là 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Trời, một câu hỏi thật là đơn giản đi. 1 cộng 1 phải bằng 2 chứ, đúng không? Ừ, chính xác. Rồi, câu hỏi thứ nhất thì tất nhiên là phải dễ rồi. Nhưng câu hỏi thứ hai thì nó cũng hơi dễ dễ. Đó là đố bà mấy cộng mấy bằng mấy? Mấy cộng mấy bằng mấy? Trời, toán có phép mấy cộng mấy bằng mấy luôn hả? Ủa là nhiêu ta? Trời ơi bạn, mấy bạn ơi, bạn đừng quên bình luận phía dưới mấy cũng mấy bằng mấy nha. Mấy cộng mấy bằng mấy mà cũng không biết. Dở. Thật ra tôi cũng không biết đâu mấy bạn. Nên là bạn nào biết thì trả lời giùm tôi nha. Thôi, bây giờ mình sẽ hỏi Cairon. Vậy thì mình đố Cairon nè. Đố Cairon, quả dưa hấu màu đỏ, hạt màu đen thì được gọi là trái gì? Ủa bạn hỏi gì vậy? Mình mới hỏi xong đó. Bạn có thật sự tỉnh táo không? Tỉnh táo, rất tỉnh táo, mình hot mà. Là trái dưa hấu. Chính xác, đó chính là trái dưa hấu. Chúc mừng Cairon. Trời, Cairon thật là thông minh đúng không mấy bạn? Mấy bạn cũng trả lời đúng thì bạn bình luận xuống bên dưới nha. Còn bây giờ thì mời bạn chơi tiếp. Ok mọi người, bây giờ thì mình đã hoàn thành thành phẩm rồi. Thì đây là thành phẩm nha, đó. Và sau khi bọn mình lên kia lấy sữa và sẽ để sữa vào trong cái chiếc đáy hộp này, thì bây giờ thì cả ba đội đều bị cột chân hết rồi, mọi người có thể thấy. Bây giờ mọi người ơi, bắt đầu.
Nghỉ em luôn đi. Vậy cho lẹ. Ok mọi người, bây giờ là phần thưởng của đội chiến thắng đó chính là sữa Susu Ero. Mọi người sẽ được phát một hộp sữa nè. Yeah. Yeah. Quá trời. Bánh nhanh lên đúng không? Quá trời quá đất luôn. Đó, phần thưởng của đội thua đó chính là một cái đánh tay. Không có sữa uống. Chị trời ơi, nó cho cay rồi. Mình không cho thì chị cho. Mà chị cũng giống thịt em ạ. Túi giấy thì mình sẽ gọi là gom những cái rác tái chế với mọi người. Còn mình á thì đang cầm một cái túi màu đỏ, mình sẽ gom những cái rác nào mà không tái chế được vô đây nha các bạn ơi. Ok, phân loại rõ ràng luôn nha. Rồi bây giờ cùng dọn dẹp bãi chiến trường thôi. Let's đi go. Ngoài ra còn rác hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ trái cây thì mình có thể chú ý để chúng ta phân loại đúng các loại rác nha các bạn ơi. Nhặt khẩu trang rồi nè. Cục này đây vậy ta? Cái này chắc tái chế được nè, để vô đây xem ơi. Này tái chế ủa được á. Giờ tào lao vậy? Cái này mà tái chế được vậy, cái này không tái chế được. Tào lao. Ủa vậy hả? Ủa không biết không? Trời ơi, thiệt tình á. Người ta lỡ sai một xíu đánh đâu quá trời. Không biết làm vậy là mấy bạn người lời hiểu lầm không? À các bạn ơi, các bạn nhớ bảo vệ môi trường gọi là thu gom rác, nhưng mà các bạn phải phân loại nha. Như ta những rác có thể gọi là tái chế được và những rác không thể tái chế được nha. Hồi nãy Caron gọi là sai mọi người. Trời ơi, tào lao à. Xin lỗi vậy. Đi tới đây. Được tình á. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thu gom những rác gọi là có thể tái chế được nha mọi người. Let's go. Ôi, vẫn còn ni lông các bạn ạ. Mấy ông này ăn uống kiểu gì mà vứt lắm thế. Có cả hộp nhựa này. Ok, hiện tại em đã gọi là thu thập rất nhiều sữa hero để rồi mà có thể tái chế nè. Không biết bây giờ làm gì ta, nhiều quá à. Nhiều như thế này hả, để xem qua. Chị biết rồi, bây giờ tại sao mình không làm một cái lồng đèn đi? Để tối dài mình chơi. Cũng hợp lý, cũng hợp lý, làm lồng đèn cũng được. Tối mình sẽ thắp đèn lên mà nó sẽ sáng trưng rồi. Cậu lấp lánh. Chó kèo nha. Rồi ok. Quên nữa, từ nha, bạn nhỏ nào mà muốn làm lồng đèn bằng hộp sữa hero giống như bọn mình đó, nhớ nha, vẫn tiếp tục lưu ý nè. Kéo rất là nguy hiểm cho nên phải có người lớn ở bên cạnh nha. Ok. Ok, chắc tôi vậy. Đây. Ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu làm thôi. Let's go. Ok, dán xong rồi nè. Dây đã cột rồi, vậy là coi như bây giờ chúng ta chỉ cần treo nó lên. Bỏ thêm cái đèn cầy vô nữa là sao? Không, chị muốn cầm thì sao bây giờ chị muốn cầm? Cầm hả? Cầm sao? Trời ơi, không nghĩ tới luôn hả? Vậy có cái lồng đèn hay có cái cây cầm chứ không nghĩ sao vậy? Trời ơi, mấy bà này tào lao thiệt, tôi đã làm cái cọng dây tất nhiên phải có cái cây cầm rồi. Bây giờ lấy đôi đũa bỏ vô cầm ơi. Wow. Được. Đẹp nha, đẹp nha. Rồi, vậy là tụi mình hoàn thành xong được cái lồng đèn rồi. Ê, cuối cùng cũng trời tối rồi. Tính ra là hồi sáng bây giờ bọn mình có nhiều hoạt động ghê. Hôm nay mọi người chơi vui không? Vui. Bây giờ cũng đói bụng quá mọi người, hay là bây giờ bọn mình nạp năng lượng, bọn mình uống sữa trước đi rồi tí nữa ăn sau ha. Ok, vậy thì bây giờ mình cùng nhau uống sữa thế nào. Đấy, sữa Susu của mình. Ủa chị cầm gì vậy? Sữa mới. Ủa cái gì vậy? Sữa mới nè, thấy không? Cái gì đây? Chương trình mua một lốc Susu hoặc Hero sẽ được tặng một sticker giả quen á hả? Wow. Ôi đảo vậy. Đâu. Và nhân vật này là một trong những nhân vật bên trong bộ phim hoạt hình Susu và Hero các bạn. Nhìn dễ thương thực sự nha. Và ở đằng sau của chúng ta còn có mã QR để có thể xem hoạt hình nữa nè. Đặc biệt đó chính là phần sticker dạ quang, nó sẽ phát sáng khi mà mình vào ban đêm. Có sáng đi. Có sáng nha.
cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong thử thách 24 giờ thực hiện cắm trại ngoài trời cùng với Susu Hero. Và các bạn đừng quên, hiện tại Susu Hero đang có chương trình sưu tập thẻ. Ở trong mỗi một lốc sữa Susu Hero sẽ có một cái thẻ bài như thế này. Nhớ uống nhiều sữa để có thể sưu tập đầy đủ. Và nếu như các bạn muốn trở thành những người đầu tiên sở hữu những sticker dạ quang, sticker phát sáng nha, thì hãy nhanh tay mua sữa Susu Hero để có thể tìm kiếm tấm thẻ này trong các lốc sữa Susu Hero nha. Và đừng quên, sau khi uống sữa xong thì các bạn đừng quên là hãy tái chế những hộp sữa này và tạo ra những sản phẩm với bọn mình vậy nè. À, và đừng quên phân loại rác nha. Susu Hero, nạp năng lượng, giữ trái đất xanh. Và các bạn đừng quên, nếu như các bạn thích vlog này, nhớ cho bọn mình một like này, một subscribe và comment xuống dưới thử thách mà các bạn muốn bọn mình làm trong vlog tiếp theo. Chúng mình sẽ đọc comment và sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog sau nha. Bye bye, bye.